Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 36 Hãy xem đoạn kinh văn dưới đây Ngô diệt độ hậu Nhữ đẳng chư Bồ Tát Đại sĩ Cập thiên long quỷ thần đẳng Quảng tác phương tiện Vệ hộ thị kinh Lệnh nhất thiết chúng sanh chứng niết bàn lạc đoạn này thế tôn nói ra nguyện vọng của ngài đối với bồ tát ma ha tát Đặc biệt là sau khi Phật thị hiện diệt độ Thế gian này Không còn Phật trụ thế nữa Không còn Phật trụ thế Thì chúng sanh sẽ khổ rồi Mê hoặc điên đảo tạo tác tất cả tội nghiệp vì không có người dạy họ cho nên phật phải dặn dò các vị bồ tát này nhữ đẳng chư bồ tát đại sĩ thông thường xưng hô đại sĩ là đối với bồ tát địa thượng xưng hô đối với bồ tát đẳng giác là nhiều nhất thiên long quỷ thần trên thực tế đều là do bồ tát ứng hóa nếu như không phải bồ tát ứng hóa thật sự là trời rồng quỷ thần thì đó là phàm phu rất khó hiểu được lời giáo huấn của phật đà phật dạy họ phải quản tác phương tiện vệ hộ thị kinh trong kinh duy ma nói rất hay nếu như không có phương tiện phương là phương pháp tiện là tiện lợi bạn không có phương tiện cho dù có trí huệ cũng không thể phát huy được là giống như người thực sự có học vấn có trí huệ họ không có tài ăn nói họ lên bục giảng họ không thể nói ra được nhưng họ viết văn thì viết rất hay Chúng tôi đã từng gặp những người như vậy rồi Họ viết văn rất hay Nhưng lên bục giảng thì không được Khi dạy trước lớp thì không được Họ không thể biểu đạt ý thành lời Thuyết Pháp Cần có biện tài vô ngại Biện tài cũng phải cầu Phật Bồ Tát gia trì làm thế nào mới có thể được phật bồ tát gia trị vẫn là sự cảm ứng chân thành ta vì chúng sanh không vì chính mình thì mới được phật bồ tát gia trị hầu hết mọi người cầu phật tại vì sao cầu mà không có cảm ứng cho cầu phật bồ tát mà ở trong vì chúng sanh vẫn còn có mình 99% vì chúng sanh vẫn còn một chút gì mình thì sức mạnh cảm ứng cũng không thể đạt được. hướng hồ hiện nay hầu hết mọi người hoàn pháp lợi sanh, nói đại khái là tôi 90% vì chính mình, còn 10% là vì chúng sanh, đại khái là ở tỷ lệ này. 50-50 cũng hiếm có rồi. Thì họ làm sao có thể có cảm ứng được chứ? Những sự thật này Hy vọng đồng tu chúng ta Cần quan sát cho thật kỹ Thế hội cho thật tỉ mỉ Vào thời kỳ mạt Pháp Nghiệp chướng của chúng ta đều rất nặng Nếu như không được tam bảo gia trì Thì nhất định không có năng lực giảng kinh Đây là điều rất thực Trên kinh này nói ngay cả Bồ Tát Địa Tạng thuyết pháp cho chúng ta cũng phải nương nhờ oai thần của Đức Phật gia trì. Hướng hồ là phàm phu chúng ta. Đạo lý này nhất định phải hiểu, cho nên không có phương tiện thiện xảo. Thì chúng ta sẽ không có năng lực biểu đạt không có năng lực hiển thị nghĩa kinh thâm sâu để cho người mới học rất dễ dàng hiểu được phật ở trên kinh nói với chúng ta tuyệt đối không được phép có tâm ái kiến ái là gì tôi ưa thích kiến là gì ý tưởng của tôi kiến giải của tôi cách nghĩ của tôi cách làm của tôi nếu như dùng loại tâm thái này trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sanh thì bạn liền có ngăn ngại rồi liền có chướng ngại chướng ngại điều gì chướng ngại trí huệ chân thật của chính bạn chướng ngại công đức của chính bạn rồi bạn muốn hỏi gì sao phật nói cho chúng ta biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh là một không phải hai bản thân chúng ta có tâm ái kiến chính là phân biệt chấp trước phân biệt chấp trước là mê hoặc phân biệt chấp trước là phiền não phân biệt chấp trước là chướng ngại chướng ngại tâm tánh ở trong tâm tánh có vô lượng trí huệ vô lượng đức tướng vô lượng công đức thấy đều bị chướng ngại cả rồi đây là việc khó nhất nó là chân tướng sự thật nếu như chúng ta lìa khỏi ái kiến hoặc giả nói lìa phân biệt chấp trước ái kiến chính là phân biệt chấp trước thì tâm của bạn mới thật sự là thanh tịnh trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ nói Thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta từ năm chỗ này Giải rộng nó ra thành 10 chữ Để cho mọi người dễ hiểu Chân thành Thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác từ bi Mười chữ này là giải rộng ra từ năm chữ này Thường giữ tâm này Tâm này chính là trang nghiêm cõi Phật Chính là thành tựu chúng sanh Áp dụng vào trong sự tướng áp dụng vào trong đời sống chính là nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm phật cuối cùng niệm phật thành tựu công đức cứu cánh viên mãn nếu như không niệm phật chúng ta cao nhất chỉ có thể đến cảnh giới của bồ tát còn niệm phật sẽ đến cảnh giới của phật đại viên mãn thật sự rốt ráo rồi quả thật dùng cái tâm này thì chúng ta tu học chúng ta làm việc nhất định sẽ không có mệt chán Mệt là mệt mỏi Chán là chán ngán Bực mình Hôm qua ở cư sĩ Lâm Pháp sư Ngộ Toàn đến nói với tôi Thầy sanh tâm hổ thẹn Thầy nói chúng ta niệm Phật 24 giờ Người tuổi trẻ không bằng rất nhiều cụ bà ở cư sĩ lâm người trẻ tuổi niệm đến nửa đêm thì đã mệt mỏi rồi toàn thân đều uể oải thân thể tiếp tục nổi nhưng các cụ bà vẫn tiếp tục đang ở đó nhiễu phật vẫn ở đó niệm niệm đến trời sáng các cụ cũng không thấy mệt mỏi sau khi trời sáng các bà còn đi lau chùi quét dọn môi trường xung quanh Sau khi nhìn thấy rồi Tâm thầy cảm thấy rất buồn Chúng ta không bằng các bà lão Tại vì sao các bạn thua các bà lão vậy? Bạn có vọng tưởng Họ thì không có vọng tưởng Tâm bạn không thanh tịnh Tâm họ thanh tịnh Bạn niệm Phật lâu rồi Mà trong tâm sanh phiền não Cho nên toàn thân đều uể oải Họ sanh pháp hỷ Vui vẻ vô cùng Càng niệm càng quan hỷ Càng niệm càng hăng sai Càng niệm càng có sức sống Đây là sự thật Cho nên người thật sự Đắc thiền định Thì họ sẽ dính diễn Sẽ không thấy mệt mỏi Người đắc thiền định có thể không cần ngủ Tài sắc danh thực thùy đây gọi là năm thứ che lấp năm thứ này che lấp kính chân tâm bổn tánh của bạn che lấp chính là chướng ngại chướng ngại kín rồi nó không khởi tác dụng được cho nên hôm qua tôi có nói với thầy như định phải tu tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh có thể đạt được mục đích này phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết chú tâm vào một chỗ thì không có việc gì không làm được nếu như tâm của bạn đây là nói phàm phu không phải nói thánh nhân không phải nói học phật sự hứng thú của bạn có thể tập trung vào một điểm thì người đó cũng không mệt mỏi chán ngán các ngành các nghề đều như vậy người đọc sách thì rất thích sách họ đọc sách không cảm thấy mệt mỏi không cảm thấy chẳng ngắn nhà khoa học họ ở trong phòng nghiên cứu thường thường là quên ăn quên ngủ quên mất chuyện ăn cơm quên mất việc ngủ nghỉ đó là gì Chỗ hứng thú của họ ở đó Vậy là đều có thể đạt được Chúng ta cũng đã từng nghe nói Napoleon trước đây của nước Pháp Một ngày ngủ chỉ 2 giờ đồng hồ Có thể lực hơn hẳn người bình thường Thể lực đó từ đâu ra vậy? Chuyên chú ông rất có hứng thú với sự nghiệp một lòng một dạ vì sự nghiệp quên hết những thứ khác người thế gian còn có thể làm được huống hồ là người tu đạo cho nên người tu đạo trong lúc nhập định nhập định không phải là ngủ Nếu như nói ngồi xếp bằng, họ nhập định, ngồi ở đó mà ngủ thì hình ảnh ngủ đó rất khó coi. Vì sao vậy? Nhất định là đầu khom xuống chạm vào chân. Đó là đang ngủ. Nếu như họ lúc nhập định thân thể ngay thẳng thì họ không phải là đang ngủ. Họ trong định có cảnh giới, trong định của họ không phải ngủ, họ tỉnh táo. Nếu bạn muốn bảo họ xuất định thì dùng khánh để ngay trước lỗ tai họ Gõ thật nhẹ ba cái Họ liền xuất định ngay Đây là có người kêu họ rồi Cho nên phải biết Họ không phải ngủ Tính tọa mà ngủ Có thể nhìn biết ngay Họ ngáy khò khò Đầu khom xuống đụng với chân Những chướng ngại này Chúng ta cần phải khắc phục phải khôi phục tinh thần Thế lực của chúng ta Mới có thể hoàn pháp lợi sanh Mới có thể tiếp nhận Lời dặn dò của Thế Tôn Quảng tác phương tiện Vệ hộ thị kinh Ý nghĩa của chữ vệ này Là bảo vệ Ý nghĩa của vệ hộ Chính là gìn giữ bảo vệ Phật ở chỗ này khuyên Bồ Tát Nói thật ra cũng là khuyên chính chúng ta Kinh này Vô cùng quan trọng Đối với xã hội hiện nay Đối với chúng sanh thời mạt Pháp Tôi đã giảng mấy mươi năm trên bục giảng rồi Tôi thường hay khuyến khích đại chúng tu học phật pháp đại thừa lấy địa tạng làm nền tảng địa là tâm địa người hiện nay chúng ta gọi là xây dựng tâm lý cho nên trên bộ kinh này nói là gì xây dựng tâm lý đây là căn bản từ trong bộ kinh này mới có thể sanh ra tình yêu thương rộng lớn người hiện nay gọi là bác ái hai chữ bác ái này xuất hiện ở trong kinh vô lượng thọ trong phật pháp gọi là đại từ đại bi tâm đại từ bi sanh ra từ đâu vậy là sanh ra từ trong kinh này cho nên kinh này là căn bản nội dung của kinh này chính là nói về hiếu thân tôn sư đây là lấy đạo hiếu làm nền tảng toàn bộ hết thảy pháp đều sinh ra từ trong đạo hiếu nội dung của kinh này là đại hiếu từ trong hiếu sanh từ bi từ trong từ bi sanh trí huệ từ bi là phước phước đến thì lòng dạ cũng sáng ra từ trong trí huệ mới thật sự phát khởi tâm rộng lớn phổ độ tất cả chúng sanh lệnh nhất thiết chúng sanh chứng niết bàn lạc niết bàn là thật không phải là giả niết bàn là bất sanh bất diệt Ý nghĩa của Niết Bàn là cứu cánh viên mãn Không có một mảy may khiếm khuyết Cho nên Phật Ở chỗ này khuyên bảo mọi người Cần phải dùng nhiều phương trước Để gìn giữ bảo vệ lưu thông Giả lại cần chú trọng hiệu quả Nhất định phải giúp đỡ đại chúng Hiểu rõ về chân tướng của vũ trụ nhân sanh Sau đó đoạn tất cả ác tu tất cả thiện vĩnh viễn không đọa tam độ thoát ly biển khổ ở thời đại này nếu thật sự muốn lìa khổ được vui vĩnh viễn không bị thói chuyển nữa thế thì không cầu sanh tịnh độ là không được rồi nếu như không cầu sanh tịnh độ Dù là ở địa vị Bồ Tát Vẫn còn thói chuyển Thói chuyển là việc phiền phức vô cùng lớn Đây là khuyên chúng ta niệm Phật Đạo lý chính là chỗ này Mời xem Kinh Văn Thuyết thị ngữ dĩ Hội trung hữu nhất Bồ Tát Danh viết phổ Quảng Hiệp trưởng cung kính Nhi bạch Phật ngôn Kim kiến thế tôn Tán thắng địa tạng Bồ Tát Hữu như thị bất khả tư nghị Đại uy thần đức Duy nguyện thế tôn Vị vị lai thế mạc pháp chúng sanh Tuyên thuyết địa tạng Bồ Tát Lợi ích nhân thiên nhân Quả đẳng sự Sử chư thiên long bát bộ Cập vị lai thế chúng sanh Đỉnh thọ Phật ngữ Đoạn này là nói về Người đương cơ khải thỉnh Người đương cơ Là một vị Bồ Tát Bồ Tát Phổ Quảng Bồ Tát Phổ Quảng Đại biểu cho Những vị Bồ Tát Tại Pháp hội Tiếp nhận Lời dặn dò Của Thế Tôn phát nguyện lưu thông bộ kinh điển này hoàng dương pháp môn này ngài đến làm đại biểu hàm nghĩa ở trong danh hiệu bồ tát cũng có ý nghĩa tương ưng với phật phóng ra ánh sáng dùng đại âm thanh tuyên bố ý nghĩa của chữ phổ phổ là phổ biến khắp nơi mới gọi là phổ quảng là rộng lớn không có bờ mé cảm đều tương ưng giới ứng Ở chỗ này Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bảo các Bồ Tát tham dự Pháp hội Phật là cảm Các vị Bồ Tát sau khi nghe xong chịu tiếp nhận Đây là ứng Từ đó cho thấy Cảm và ứng là hai phương diện Cảm ứng lẫn nhau Pháp Sư Thanh Lương ở chỗ này giải thích cho chúng ta biết Ý nghĩa của danh hiệu Bồ Tát Từ tâm phát khởi trí huệ Trí huệ trùm khắp Pháp giới gọi là phổ Đây gọi là phổ, giải thích rất hay Không có trí huệ, không chịu tiếp nhận Hiện nay đem sự việc này căng dặn với bạn Bạn cứ từ chối cứ khách sáo không dám nhận lời các vị bồ tát tham dự pháp hội thì không như vậy các ngài khởi trí huệ bát nhã của tự thánh từ trong chân tâm trí huệ này phổ biến khắp pháp giới đây là ý nghĩa của chữ phổ trí mới có thể dẫn đường cho hành cũng chính là nói trí thực tiễn vào trong sự tướng chính là hành vi chính là hành động trí trùm khắp pháp giới thì hành cũng đầy cả hư không cũng trùm khắp pháp giới nên gọi là quản chân tâm là thể Phổ quán là dụng Phổ là nói trí huệ Quán là nói sự tướng Cũng hiển thị Ba thân là một thể Cũng hiển thị Ba đức là một thể Ngay chỗ này là nói Tâm là pháp thân Phổ là bát nhã quản là giải thoát giải thoát chính là phương tiện tự tại chúng ta gọi là tự tại tùy duyên tự tại tùy duyên chính là giải thoát ý nghĩa của đoạn này cũng rất sâu chúng ta cần phải khéo léo mà học tập ở trong phật pháp đều là nói chân tướng chân tướng nhất định không được phép chấp trước thân là ta xem vật ở ngoài thân thành cái ta sở hữu ngã sở ta còn không có thì làm gì có ngã sở chứ bạn mới thật sự giác ngộ rồi bạn phải buông xả được ngã ngã sở buông xả không dễ dàng tại vì sao bạn không thể buông xả được vì đạo lý và chân tướng sự thật này bạn chưa có hiểu rõ ràng chưa có làm sáng tỏ nếu như thật sự hiểu rõ thật sự sáng tỏ rồi thì bạn sẽ rất thích buông xả bạn không thể không buông xả đây là đạo lý nhất định sáng tỏ chính là nhìn thấu vì sao gọi là nhìn thấu lý sự nhân quả biết rõ rồi sáng tỏ rồi nên bạn là thứ gì cũng phải buông xả được sau khi buông xả rồi thì đời sống đó thọ dụng đó đối với bản thân mà nói là tự tại đối với người khác mà nói là tùy duyên cho nên tự tại là tự thọ dụng tùy duyên là tha thọ dụng Giúp tất cả chúng sanh tùy duyên Ở trong tùy duyên không có phân biệt, không có chấp trước Có phân biệt, có chấp trước Không phải tùy duyên mà gọi là phan duyên Sự khác biệt của tùy duyên với phan duyên là chỗ này Tâm của tùy duyên là thanh tịnh, là bình đẳng Là giác ngộ Tâm của phan duyên là không thanh tịnh, không bình đẳng Là mê chấp Mê hoặc sự khác biệt ở trong đây rất lớn Thế Tùng tán tháng Bồ Tát Địa Tạng Tán tháng các đại Bồ Tát tham dự Pháp hội Dũng ý ở trong đây rất sâu Các vị đại Bồ Tát biết tất cả Pháp rốt cuộc là không Lại có thể thị hiện đủ dạng sắc tướng để giáo hóa chúng sanh. Vậy mới đáng được Như Lai tán tháng Người thế gian không biết tánh của các pháp vốn không. Nên họ tạo nghiệp thọ báo đó cũng là đủ dạng thị hiện mà không tự tại nhị thừa quyền giáo đặc biệt là người nhị thừa biết được các pháp đều không mà không phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh nghĩa là rơi vào hầm niết bàn nên phật không tán thắng đây chính là nói phàm phu chấp có nhị thừa chấp không đều đó là nhào hai bên phật tán thán bồ tát bồ tát là không chấp hai bên nghĩa là các ngài hành trung đạo là có lợi ích chân thật đối với mình đối với người nên phật mới tán thán Dụng ý của tán tháng là khiến cho người mới học như chúng ta Học theo Bồ Tát Không nên học theo Phạm Phu Không nên học theo Nhị Thừa Học theo Phạm Phu chấp có thì sai rồi Tạo lục đạo luân hồi Học theo Nhị Thừa chấp không cũng sai Là rơi vào thiên chân Niết bàn Dụng ý của Phật nói là ở chỗ này Bồ Tát Phổ Quảng đại diện chúng ta khải thỉnh Bạn xem trong lời Ngài nói là Này con nghe Đức Thế Tôn Ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát Có Đức oai thần rộng lớn Không thể nghĩ bàn như thế Đây là lời phía trước nói Bồ Tát Địa Tạng Đã nhiều kiếp phát nguyện thành tựu cho vô lượng vô biên chúng sanh làm Phật rồi. Công đức này bao lớn. Hơn nữa vẫn tiếp tục không ngừng. Phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Bồ Tát ở chỗ này đặc biệt nhắc đến Trong mong Đức Như Lai Lại vì những chúng sanh trong thời mạt Pháp sau này Chính là chỉ chúng ta Chúng ta hiện nay Sống ở thời kỳ mạt Pháp của Thế Tôn Lời Phật nói trên Kinh Pháp dẫn của Phật Có ba thời kỳ Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ chánh Pháp cách phật không xa nên phật pháp lưu truyền ở thế gian ý nghĩa còn rất chính xác người có duyên nghe được phật pháp rất dễ dàng chứng quả dựa theo phương pháp lý luận của phật pháp tu học người thành tựu rất nhiều Phật nói Thời gian này Là một ngàn năm Có thể thấy chúng ta ngày nay nói là Có sức ảnh hưởng Phật giáo hóa chúng sanh Có sức ảnh hưởng sâu như vậy Lớn như vậy Trong một ngàn năm Người tiếp xúc được Phật Pháp Đều có thể tu hành chứng quả Bạn xem ảnh hưởng này bao lớn nhưng đến một ngàn năm thứ hai Thì sức ảnh hưởng này kém hơn một chút rồi Phật Pháp dần dần biến chất rồi Nên gọi là tượng Pháp Tượng tức là không có trong sáng chân thật được như vậy Tượng là tương tự Người tu hành Chứng quả không còn nữa Ít rồi Người đắc thiền định rất nhiều Dựa theo phương pháp này Đắc thiền định khai trí huệ vẫn còn Là thời kỳ tượng pháp Thời kỳ mạng pháp Đây là sau khi Phật diệt độ Hai năm Kéo dài Mãi cho đến mười ngàn năm Cho nên pháp dẫn của Phật cũng chính là sức ảnh hưởng của Phật giáo hóa chúng sanh. Tổng cộng là 12.000 năm. 10.000 năm sau này thì gọi là thời kỳ mạt pháp. Sức ảnh hưởng này dần dần suy yếu rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy từ trên lịch sử. Cho nên sự tu học Phật pháp sự hoàng dương Phật Pháp Người thế gian thường nói Mỗi đời một kém đi Là có nguyên nhân của nó ở trong đó Nhưng tuy là mỗi đời một kém đi Vì Phật Pháp ở thời mạt Pháp Có lúc nào cao trào hay không? Có Có cao trào Nhưng cũng có lúc đi xuống Đây là nguyên nhân gì? Đây chính là cái gọi là Người có thể hoàng đạo Chứ đạo không thể hoàng người Nếu như ở thời đại này Thật sự Có phàm phu tâm lượng lớn Họ giác ngộ rồi Họ sáng tỏ rồi Y giáo tu hành Hết lòng hết sức Hoàng dương Phật Pháp Thì Phật Pháp được hưng thịnh lên nếu như ở thời đại này Ở khu vực này không có người Hoàng Dương Không có người thật sự y giáo Tu hành Thì Phật Pháp ở thời đại này Lại suy yếu xuống rồi Có thể thấy Thịnh hay suy Là do con người Chứ không do Pháp Phật nói cho chúng ta biết Trong một dạng năm này Thật sự có lên Có xuống lúc tôi mới học đại sư dương gia nói với tôi khích lệ tôi bảo tôi đừng nên nản lòng không phải phật pháp cứ suy thoái xuống mãi không phải vậy có khi hưng thịnh lên có thể thấy đây là việc do con người làm chúng ta hiểu rõ đạo lý này chúng ta phát tâm đưa phật pháp thời kỳ mạt pháp lên đến cao trào thì được công đức vô lượng Chư Phật tán thán Không phải là không thể Tôi trước đây cũng thường hay khuyến khích các đồng tu Chúng ta nếu nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa Sáng lập đạo nghiệp với năm tỳ kheo Ở vườn Lộc Giả Đầu tiên có năm người học trò Một thầy khởi nghiệp như vậy Sáng lập đạo nghiệp như vậy sáu người này có thể khởi nghiệp sáng lập đạo nghiệp ngày hôm nay nếu như có sáu người thật sự phát tâm thì sao có thể không phục hưng được sáu người là rất khó tìm sáu người phải như thế nào là sáu người sáng suốt sáu người giác ngộ sáu người thân tâm thế giới tất cả đều buông xả thì phật giáo sẽ hưng thịnh lên Chúng ta có chịu làm hay không Có chịu xả nó cho thật sạch sẽ Xả đến cùng hay không Năm xưa ở Hồng Kông Khi Pháp Sư Tẩy Trần còn tại thế Ngài đến Đài Loan để thăm tôi Ngài cũng rất hộ trì Phật Pháp Có bạn đến chuyện làm thế nào Có thể chấn hưng Phật Pháp với tôi Vào lúc đó Tôi giảng Kinh Kim Cang ở Đài Loan Giảng giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Long Giảng rất tỉ mỉ Cư sĩ Giang Vị Long có đề xướng Ở trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa Ông nói nếu như muốn Phật Pháp hưng thịnh Thì nhất định phải thực hành Chế độ trì bác Tôi đồng ý với cách nhìn của ông Người xuất gia khôi phục về cái thời đại đó của Thế Tôn Là ba y một bát Ngoài ra chẳng có gì Mới có thể chấn hưng Phật Pháp được Tôi kiến nghị với Pháp Sư Tẩy Trần Tôi nói Thầy đi tìm Chỉ cần năm người năm vị tỳ kheo chúng ta hiện nay phước báo của chúng ta không bằng thời đó của đức thế tôn vì sao vậy thể lực chúng ta không tốt ngày nay bảo chúng ta ngủ qua đêm dưới gốc cây ngày ăn một bữa chưa đến một tuần thì đã ngã bệnh rồi đưa vào bệnh viện rồi phước báo không đủ cho nên hoàn cảnh sống phải hơi nâng cao hơn một chút so với thời đó Chúng ta không thể ngủ qua đêm dưới gốc cây Chúng ta ở trong liều Hiện tại liều trại của các em hướng đạo sinh Liều trại nhỏ mỗi người một cái Xếp lại rất nhỏ gọn Có thể cho vào trong túi ba lô Tôi nói chúng ta tìm khoảng 5 người Ban ngày chúng ta đi khất thực Giảng kinh thuyết pháp hoàng hóa Tối đến tìm một gốc cây lớn năm người vây quanh gốc cây căng liều ngủ là được rồi Chúng ta cũng không cần phải tỉnh tọa Nằm xuống ngủ là được rồi Đêm mức sóng hạ xuống Đến mức thấp nhất Trong tâm một tạp niệm cũng không có Nhất tâm hành đạo Khi không giảng kinh Không thảo luận không Hoằng pháp Thì mọi người ngồi chung lại niệm Phật Tôi nói với Ngài Ngài dẫn đầu làm Tôi sẽ ghi tên tôi là một trong năm người đó Ngài hãy tìm tiếp đi Sau khi Ngài trở về Hồng Kông Thì bạc tâm tích Pháp Sư Tẩy Trần qua đời cũng rất lâu rồi Thật sự là chịu phát tâm Lúc tuổi trẻ có thể lực Có thể làm được phải phát đại tâm đại nguyện Quên mình vì người Vì chúng sanh trên trái đất này Đem Phật Pháp chấn hưng lên Tuổi tác cao rồi Thể lực suy yếu Thì không được rồi Vậy là làm không được Pháp thế gian và xuất thế gian Đều phải dựa vào sức trẻ Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện 19 tuổi ngộ đạo ba mươi tuổi ra hoàng pháp lợi sanh thuyết pháp 49 năm giảng kinh hơn 300 trăm hội phải tuổi trẻ mới được ở trung quốc các bạn thử xem đại sư lục tổ huệ năng thiền tông 24 tuổi tiếp nhận y bác Ngũ tổ truyền đạo cho Ngài Lúc đó Ngài 24 tuổi Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Tuổi tác lớn rồi làm sao được Xưa nay những người này Sự trải nghiệm của họ Đủ dạng thị hiện của họ Là để cho chúng ta làm tham khảo Gợi ý rất lớn cho chúng ta Hy vọng người hậu học chúng ta Có thể noi theo họ Có thể học tập theo họ Thì Phật Pháp mới có thể trụ lâu ở thế gian được Mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh Tinh thần của Bồ Tát Địa Tạng Đặc biệt đáng để chúng ta noi theo Tâm nguyện của Ngài xưa nay chưa từng thói chuyển Sự hành trì của Ngài vĩnh viễn đều đang dũng mãnh tinh tấn Đều đang làm Các sự nhân quả làm lợi ích cho hàng trời người Bồ Tát Phổ Quảng Khải Thỉnh các ngài là nương theo Lời dạy của Phật Gánh giác lên Sứ mệnh Hoàng Kinh Nhưng làm sao có thể đem sự việc này Làm có hiệu quả Chúng sanh đời sau Đều kính dân lời Đức Phật Đây là nói hiệu quả Điều này phải dựa vào Phật gia trị tuy bồ tát đang làm có thể thu được hiệu quả hay không họ cũng không dám nói cầu phật gia trì chỗ này thỉnh phật khai thị chính là cầu phật gia trì nhĩ thời thế tôn cáo phổ quảng bồ tát Cập tứ chúng đẳng Bồ Tát Phổ Quảng ở chỗ này là đại biểu cho đương cơ Đẳng là người tham dự Pháp hội Không chỉ là tham dự Pháp hội Trong Kinh Văn phần trước nói Phổ cáo với hết thảy chư Bồ Tát Ma -ha Tát Trong các thế giới chư Phật Chữ Đẳng nghĩa là như vậy Không nhất định là ở Pháp hội đây là tất cả Bồ Tát Ma Tát Trong mười phương cõi nước chư Phật Ý nghĩa ở trong chữ đẳng là rất rộng Cặp tứ chúng đẳng là bao gồm cả đại chúng trời rộng Đế thính, đế thính Đế thính Đế là như thật Rất trung thực Dùng cách nói hiện nay của chúng ta Để nói là Nghe thật kỹ, chăm chú nghe Là ý nghĩa như vậy Ngô đương vĩ nhữ Lược thuyết địa tạng Bồ Tát Lợi ích nhân thiên phước đức chi sự Người thế gian Đặc biệt là phàm phu lục đạo người giác ngộ ít niệm niệm vẫn lưu luyến phước đức nhân thiên không chịu từ bỏ phước đức nhân thiên cho nên họ không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi thế nhưng phật bồ tát giáo hóa chúng sanh nhất định phải tùy thuận theo căn tánh của họ thuận theo sự yêu thích của họ dẫn dụ từ từ. Chúng sanh chú trọng ở phước. Có người nào mà không cầu phước? Người không tin Phật thì có, chứ người không cầu phước thì không có. Có người nào không cầu phước đâu, bạn ở Singapore đi trên mỗi con đường thấy người ta dán ngược chữ phước. Gián ngược nghĩa là phước đến rồi Họ đang cầu phước Phước có thật sự đã đến hay chưa vậy Rất khó nói Có thể thấy tâm cầu phước Không có người nào không như vậy Sao gọi là phước đức Nói thật ra họ cũng không hiểu Họ cho rằng thăng quan phát tài là phước đức nho gia là lấy khổng lão phu tử làm đại biểu trong luận ngữ nói phu tử có năm loại đức hạnh ôn lương cung kiệm nhượng nó thật ra đây là căn bản của làm người là nền tảng của cõi người ôn hậu là tâm địa hiền hòa phúc hậu biểu hiện ra bên ngoài là ôn hòa lương thiện cung thận cung là cung kính thận là cẩn thận thận trọng tiết kiệm nhường nhịn ngũ đức của phu tử chiêu cảm nên phước báo người xưa nói ngũ phước ngũ phước lâm môn ở trong ngũ phước cái đầu tiên là phước thọ Chúng ta ngày nay gọi là khỏe mạnh trường thọ Đây là phước đầu tiên Thứ hai là phú quý Phú là có tiền của Quý là có địa vị Bạn ở trong xã hội có địa vị, có tiền của thứ ba là khang ninh khang là khỏe mạnh an ninh thân tâm an ổn thân tâm vui vẻ tâm không có lo nghĩ thân không có khổ nạn thân hưởng lạc trong tâm vui sướng đây là khang ninh thứ tư là hiếu đức thứ năm là khảo chung khảo chung chính là chết an lành ở trong ngũ đức thì phước thọ phú quý khang ninh khảo chung đều là nói đến quả là cái bạn hưởng thụ hiếu đức là nhân tu nhân nếu bạn không tu nhân thì sao bạn được cái quả báo này hiếu đức chính là ôn lương cung kiệm nhượng bạn có tu đức thì bạn mới được phước khi hưởng phước vẫn phải tu đức thì phước báo của bạn mới có thể dài lâu mới không đến nỗi hưởng hết tu học ở trong phật pháp còn thù thắng hơn cái này nhưng chúng ta phải biết năm chữ ôn lương cung kiệm nhượng này thật sự là căn bản chúng ta tu học cũng xem cái này là căn bản dưỡng ngũ đức tu lục hòa ngày nay chúng ta tu học pháp môn tịnh độ chúng ta đặt nền tảng ở trên kinh phật quán vô lượng thọ nói tam phước là kinh phật quán vô lượng thọ đây là nền tảng của chúng ta tam phước là gì tam phước chính là kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện ở trong tam phước phước đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ từ tâm không giết hại Tu thập thiền nghiệp Phước thứ hai là Thọ trì tam quy Giới luật đầy đủ Không phạm oai nghi Phước thứ ba là Phát tâm bồ đề Tin sâu nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Cái gì nghĩ xem tổng cộng 11 câu này những gì mà 11 câu này nói Có phải là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện hay không? Cho nên bộ kinh này Chính là Tam Phước này 11 câu nói là nói rõ tương tận mà thôi Phật đã nói Ba điều này Là Tam thế chư Phật Tịnh nghiệp chánh nhân Tám chữ này vô cùng quan trọng Thế Tôn nói rõ cho chúng ta Tất cả chư Phật mười phương ba đời Từ lúc sơ phát tâm tu hành chứng quả Chính là dựa theo nền tảng này Có thể thấy 11 câu này không những là nền tảng tu hành của tịnh tông chúng ta mà thôi Mà bất kỳ pháp môn nào tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Bất kỳ pháp môn nào Cũng đều phải xây dựng trên nền tảng này Nền tảng này chính là kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nếu như không đặt nền tảng trên bộ kinh này thì tu học bất kỳ pháp nào cũng không thể thành tựu cho nên tôi nói đây là pháp căn bản ở trong pháp hành vô cùng vô cùng quan trọng Pháp Sư Thanh Liên ở trong chú giải nói với chúng ta Lục trai Nhật Nói với chúng ta Ngũ giới thập thiện Ngài đặc biệt chỉ ra cái này Chính là những việc lợi ích Phước đức nhân thiên ở trên nền tảng này lại nhấn mạnh tiếp nền tảng căn bản nhất là nhất định phải tu ngũ giới nhất định phải tu thập thiện không thể tu hạnh thanh tịnh mỗi ngày thì cũng phải mỗi tháng tu sáu ngày lục trai nhật hiện nay người bình thường dùng âm lịch là quá ít rồi rất khó nhớ Sẽ đem lại phiền phức trong đời sống của bạn Vậy thì làm thế nào? Chúng ta dùng ngày Chủ nhật hoặc giả dùng ngày thứ bảy cũng như nhau Mỗi tuần tu một lần Giống như chúng ta hiện nay Đề xướng mỗi tuần Chúng ta cử hành niệm Phật Một ngày 24 giờ đồng hồ Niệm Phật 24 giờ Bước vào niệm Phật đường thì ngũ giới thập thiện đã viên mãn rồi bạn ở trong đó không còn khởi vọng tưởng nhất tâm niệm phật cho nên bước vào niệm phật đường thì tịnh nghiệp tam phước phải đều tu rồi giới định huệ tam học cũng được viên tu viên chứng đúng như lời trong kinh hoa nghiêm nói một tức tất cả tất cả tức một Chúng ta dùng một pháp môn niệm Phật Có thể dung nhiếp Tất cả pháp môn một cách viên mãn Cho nên pháp môn niệm Phật rất hay Đáng được đề xướng Không câu nệ số người nhiều hay ít Tốt nhất mỗi tuần niệm một lần 24 giờ không gián đoạn Chúng tôi cố hết sức đề xướng pháp môn này Tương lai Thôn Di Đà Ở nơi này Niệm Phật đường Sẽ làm đến mỗi ngày 24 giờ Quanh năm suốt tháng đều không gián đoạn Hay nói cách khác Niệm Phật đường nơi đây Là niệm Phật đường tinh tấn Chứ không phải niệm Phật đường thông thường Năm xưa Niệm Phật Đường Ở núi Linh Nham của Ấn Quang Đại Sư Mỗi năm Vẫn cử hành Phật Thất Tinh Tấn Chúng ta ở nơi đây hàng ngày đều là Phật Thất Tinh Tấn Cho nên nói vô cùng hiếm có Hy vọng các đồng tu Đồng tu ở nơi khác Hiện tại giao thông thuận tiện Có thể thường xuyên đến tham gia niệm Phật ở nơi này Nếu như có đạo hữu cùng tham học Có thể tổ chức thành nhóm nhỏ Đến Singapore Bên này vô cùng quan nghênh Nhiệt liệt quan nghênh Đến nơi đây bạn niệm một tháng Cũng được Niệm bảy ngày cũng được Thường trụ ở bên này Hoàn toàn cúng dường tứ sự cúng dường không cần phải mang theo một xu nào đến thành tựu mỗi người làm phật đây là công đức thù thắng vô song tốt rồi hôm nay chúng ta chỉ giảng đến chỗ này a di đà phật cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email Vòng tây cư sĩ chấm com Người đọc: Hạnh quan Nguyện đem công đức này hồi hướng đến Hương Linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện Hương Linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tạo tăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. i